chưa? Có thấy bắt đầu mọi người đằng sau chưa? Rồi, ok. Hiện tại thì chị Úc Kim Oanh đang có mặt tại tỉnh Quảng Trị. Đây là trường tiểu học xã Hội Điền, thôn Hội Điền, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, để có thể đưa những cái phần cứu trợ khẩn cấp cho bà con tại nơi đây. Trong những ngày qua thì đã 7 ngày rồi, mọi người ở đây đã bị cô lập và lương thực ở trong nhà đã hết. Và đoàn là một trong những đoàn đầu tiên đến với lại khu vực nơi đây, và bà con đang được nhận cái phần quà ở trong ủy ban kia. Hy vọng rằng là những cái phần quà nhỏ này sẽ giúp cho bà con chúng ta có thể qua được cái cơn đói trong những ngày bị cô lập bởi nước. Và một vài ngày tới thì nước rút thì sẽ có những cái đoàn tiếp theo đến với lại khu vực tỉnh Quảng Trị để có thể cứu trợ cho bà con được nhiều hơn.